Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Có bao giờ bạn cảm thấy sợ ngã, yếu đuối và chai lì trong đức tin không? Lần gần nhất mà bạn bày tỏ đức tin cách mạnh mẽ là khi nào? Hãy nhớ đến món quà cứu chuộc của Đấng Christ trên cây thập tự và niềm vui của bạn thuở mới tin nhận Ngài. Lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ bạn tấn tới trong đức tin mạnh mẽ qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Hôm nay, ngày 7 tháng 1 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Jayan Mockins qua chủ đề Mạnh mẽ trong đức tin. Chính đức tin mạnh mẽ của ông mục sư quản nhiệm là tấm gương tuyệt vời cho tôi. Ông thường nói về tầm quan trọng của việc dâng hiến. Lời Chúa trong Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời hứa ban phước cho người dâng hiến cách vui lòng. Ở phần đúc kết của bài giảng, ông khích lệ hội chúng cứ trung tín dâng hiến ít nhất là 1/10 thu nhập. Nếu có bất kỳ người nào thấy thiếu thốn sau khi họ dâng hiến cho Chúa, thì hội thánh sẽ hỗ trợ họ trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn hết là họ nhận được những phần thưởng không thấy được, đó là sự bình an, sự cung ứng từ Chúa, sự an ủi và niềm vui mừng. Vì thế, những tín hữu khác sẽ noi gương ông bày tỏ đức tin mạnh mẽ của mình. Nếu không bày tỏ đức tin mạnh mẽ trong cuộc sống này, thì chúng ta sẽ yếu đuối trong đức tin. Thật vậy, nếu chúng ta càng bày tỏ đức tin mạnh mẽ chừng nào, thì chúng ta càng mạnh mẽ trong đức tin chừng nãy. Lời Chúa trong sách Côlôse chương 2 câu 6 câu 7 khích lệ chúng ta mạnh mẽ trong đức tin. Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài. Hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Cảm tạ Chúa vì các thành viên trong gia đình tôi cũng biểu thị đức tin cách mạnh mẽ. Con trai của tôi đến sinh sống ở đất nước Zimbabwe và ở cùng với những người xa lạ, và nơi đây đã đem đến nhiều trải nghiệm khiến đức tin của cháu trở nên rất là mạnh mẽ. Con dâu tôi đã nhờ cậy Chúa để thay thế chồng đảm đương công việc khi chồng đi vắng. Trong khi đó, chồng tôi cũng thêm lên đức tin khi ông nghĩ ra cách để điều hành việc kinh doanh trở nên khởi sắc, để hỗ trợ những công nhân đang ở trong tình trạng khó khăn về tài chính. Còn những thành viên khác thật can đảm khi bày tỏ lòng tin chắc rằng Chúa sẽ chữa lành đức tin cho họ. Khi bày tỏ đức tin mạnh mẽ như vậy, thì chúng ta đang làm theo lời Chúa được chép trong sách Côrintô nhất chương 16 câu 13. Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Thật vậy, tôi chia sẻ những điều này để khích lệ các bạn hãy biểu thị đức tin mạnh mẽ qua những hoàn cảnh mà chúng ta đối diện trong cuộc sống này. Dù có những lúc sự yếu đuối sẽ khiến chúng ta sờ ngã và thối lui, nhưng lời Chúa khích lệ chúng ta phải mạnh mẽ và can đảm trong đức tin, dù phải đối diện hoàn cảnh khiến chúng ta bị tổn thương và đau buồn. Do đó, chúng ta nên bày tỏ đức tin mạnh mẽ qua những hoàn cảnh mà Chúa cho phép xảy ra trong cuộc sống này. Chính chúng ta cần phải mạnh mẽ trong đức tin, dù đối diện những hoàn cảnh khiến chúng ta sờn lòng và mệt mỏi. Tôi khích lệ bạn hãy luôn mạnh mẽ trong đức tin và bày tỏ đức tin mạnh mẽ đó qua chính hành động của mình. Khi bạn bày tỏ đức tin mạnh mẽ qua những hoàn cảnh khó khăn như khó khăn về tài chính, thì chính bạn là người khích lệ mọi người vững lòng tin cậy Chúa. Thôi mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài dùng lời Chúa hôm nay khích lệ con phải mạnh mẽ trong đức tin, dù phải đối diện với những hoàn cảnh khiến con sờn lòng và yếu đuối. Con biết rằng qua những khó khăn đó, Chúa sẽ nâng con lên một tầm cao mới. Xin Chúa làm vững lòng, vững tâm trí của con và khiến con luôn luôn mạnh mẽ trong hành trình theo Ngài và đem đến sự khích lệ cho mọi người xung quanh con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, khi hoàn toàn tin cậy Chúa và nương dựa vào Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được nguồn sức lực không bao giờ vơi cạn. Thử thách xảy đến để tôi luyện đức tin và giúp chúng ta ngày càng tăng trưởng và mạnh mẽ hơn trong Ngài. Hãy can đảm và mạnh mẽ làm theo lời Chúa, bước đi theo Ngài qua những thăng trầm trong cuộc sống này. Chắc chắn bạn sẽ nhận được phần thưởng tuyệt vời mà Chúa hứa ban cho những đệ tử trung tín và ngay lập. Chúa
yêu thương chờ tôi. Giêsu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen mù bao cùng phong, lối đời con đến cho tôi tâm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng, không lẻ loi. Biết Giêsu càng thêm, tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui. Phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giêsu chở che. Khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài, hồn thân trí năng đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giêsu quý thay, tình yêu sâu sắc tôi vui. Tôi quyết luôn luôn đi theo Giêsu muôn đời. Vạn vật có đổi thay, lời Giêsu vẫn đi nguyên. Ta sẽ nâng con đi trong cuộc đời cùng ta. Chúa yêu thương chờ tôi, Giêsu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen mù bao cùng phong, lối đời con đến cho tôi tâm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng, không lẻ loi. Biết Giêsu càng thêm, tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui. Phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giêsu chở che. Khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài, hồn thân trí lương đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giêsu quý thay, tình yêu sâu sắc trong cuộc đời cùng ta. Ta sẽ nâng con đi trong cuộc đời cùng ta.